Mâu thuẫn sức mạnh của U23 Indonesia tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chiến thắng trước U23 Australia cùng với đó là 3 điểm mà U23 Qatar giành được từ U23 Jordan giúp U23 Indonesia sống dậy cơ hội vào tứ kết. Trong lần đầu tham dự giải, những gì mà U23 Indonesia làm được thật đáng khen ngợi. Câu chuyện của U23 Indonesia. Nhìn từ trận thua trước Qatar cho đến chiến thắng Australia của Indonesia. Điểm tích cực có thể nhận thấy từ phía đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shin Tae Yong chính là tính tổ chức. Cự ly đội hình trong sơ đồ 5-2-3 được phân bổ một cách chặt chẽ. Quy củ. Miếng đánh của U23 Indonesia cũng rõ ràng và vận hành bài bản. Ở giai đoạn có thể tạo được sức ép lên phần sân đối phương, U23 Indonesia không ngại vây ráp số đông. Khi triển khai được bóng về 1/3 sân đội bạn, các cầu thủ xứ vạn đảo cũng bình tĩnh tổ chức phối hợp ở biên trước khi thực hiện những đường chuyền hướng vào vòng cấm hoặc trung lộ. Vũ khí đến từ những tình huống cố định là điều mà U23 Indonesia cố gắng triển khai. Và thực tế, họ đã có bàn thắng trước U23 Australia từ cách thức tương tự. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc ông Shin Tae Yong không phải mẫu huấn luyện viên thích liệu cơm gắp mắm. Còn U23 Indonesia không phải đội tuyển quốc gia Indonesia phiên bản FIFA Days. Có khả năng hiệu triệu dàn cầu thủ trình độ cao từ nước ngoài về. U23 Indonesia có lợi thế để đi tiếp vào vòng tứ kết. Xung đột trong nội bộ U23 Indonesia cũng vẫn âm ỉ như vậy. Huấn luyện viên Shin Tae Yong cực chẳng đã mới trao cơ hội cho các nội binh vốn có thực lực khiêm tốn hơn. Và trong điều kiện có thể, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đã nặng nặc yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia thuyết phục bằng được Seroyo Osaka cho Justin Hangber, một cầu thủ gốc Indonesia trở về đội U23 thi đấu. Câu chuyện huấn luyện viên Shin Tae Yong muốn có những con người chất lượng cao từ châu Âu hay Nhật Bản cũng đến từ kỳ vọng dự Olympic của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Một phần nữa, đội bóng này cũng không có tiền đạo đủ hay để ông Shin thoải mái chọn lựa. Dẫu sao, U23 Indonesia trong nỗ lực tối đa vẫn có được điều mình cần. Đó là chiến thắng trước U23 Australia để sống dậy hy vọng đi tiếp. Kết quả ấy đến từ việc họ đã bớt đi sai lầm không cần thiết với những pha phạm lỗi không đáng có. Thủ môn Hernando Ari thi đấu một trận tuyệt hay trong khung gỗ Indonesia. Cũng cần phải nói thêm ở góc độ khách quan, U23 Australia, bại tướng của U23 Indonesia thi đấu không hay như kỳ vọng. Họ dựa chủ yếu vào những quả bóng bổng vốn nhợt nhạt và cũng thiếu đi sự sắc sảo trong những tình huống đáng ra phải ghi được bàn thắng. U23 Indonesia có quyền tự quyết. Lượt trận thứ hai của bảng A, vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã khép lại. U23 Indonesia đứng nhì bảng với 3 điểm. Sau khi thắng U23 Australia với tỷ số 1-0. Trong khi đó, U23 Qatar đã đánh bại U23 Jordan bằng kết quả 2-1 rất kịch tính. Kết quả này giúp cho U23 Qatar trở thành đội đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào tứ kết. Chủ nhà của giải đấu cũng chắc chắn đứng nhất bảng A dù vẫn còn trận đấu cuối trong tay. Lúc này, tấm vé còn lại sẽ thuộc về sự cạnh tranh của U23 Indonesia, 3 điểm. U23 Australia, 1 điểm. Và U23 Jordan, 1 điểm. U23 Indonesia đương nhiên có lợi thế lớn nhất và nắm quyền tự quyết trong tay. U23 Indonesia là đối thủ khó chịu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong trường hợp U23 Indonesia không thua U23 Jordan, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong sẽ đi tiếp. Cụ thể nếu thắng U23 Jordan, U23 Indonesia sẽ có 6 điểm sau 3 lượt trận. Khi ấy, U23 Australia dù thắng U23 Qatar cũng chỉ đạt tối đa 4 điểm. Còn nếu U23 Indonesia hòa U23 Jordan, đại diện Đông Nam Á sẽ có 4 điểm. U23 Australia nếu thắng U23 Qatar ở trận còn lại cũng có 4 điểm. Nhưng theo quy định của giải, nếu hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến. Đương nhiên, thắng lợi 1-0 trước U23 Australia tại lượt 2 giúp U23 Indonesia xếp trên đại diện đến từ xứ sở chuột túi.
ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.